Biden bị chỉ trích vì phớt lờ thành tựu vaccine COVID-19 của Trump. Biden đối mặt với phản ứng dữ dội vì không đề cập tới đóng góp của Trump cho chiến dịch tiêm chủng COVID-19 tại Mỹ trong bài phát biểu hôm 11 tháng 3. Trước ngày 4 tháng 7, rất có thể gia đình và bạn bè của mọi người sẽ có cơ hội tụ tập ở sau vườn hay khu vực nào đó để cùng nấu ăn, tiệc tùng và kỷ niệm ngày Quốc khánh. Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 11 tháng 3, đồng thời kêu gọi các bang nhanh chóng thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng. Nhiều người dùng mạng xã hội và nhà phê bình đánh giá Biden đang cố gắng nhận mọi công lao mà Donald Trump đã thực hiện nhằm xử lý khủng hoảng COVID-19. Sean Hannity, người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News, đặc biệt chỉ trích Biden vì không cảm ơn Trump đã tiến hành chiến dịch thần tốc, dự án giúp thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất và phân phối vaccine COVID-19. Joe, nếu ngài muốn đoàn kết mọi người thì tại sao không cảm ơn Donald Trump? Ngài muốn tất cả hòa hợp với nhau, nhưng Joe, không có Trump thì không có vaccine. Đừng cố nhận công lao cho một việc mà nói thẳng ra ngài không làm gì cả, Hannity nói. Một số người nhắc lại quan điểm này trên mạng xã hội cho rằng chính quyền Biden đã đánh cắp thành tựu của chính quyền tiền nhiệm. Trump mang lại vaccine COVID-19 cho chúng ta, Biden đánh cắp nó, nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan viết trên Twitter. Việc Biden không ưa người tiền nhiệm có thể hiểu được, nhưng ông ấy lại phớt lờ thành tựu thúc đẩy phát triển vaccine trong một năm của Trump, điều xứng đáng được đề cập trong bài phát biểu tối qua. Nghị sĩ Cộng hòa Davis McKinley nêu ý kiến, Trump xứng đáng nhận tất cả công lao về vaccine, ai cũng biết điều đó. Tài khoản The Bradford Files viết trên Twitter. Một người dùng khác tên Paula Boyza thậm chí còn nói rằng Biden từ lâu có hành vi đánh cắp, dường như đề cập đến bê bối đạo văn của Tổng thống Mỹ trong chiến dịch tranh cử năm 1987. Khi được hỏi lý do Biden không nhắc đến đóng góp của Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki giải thích rằng mục đích của bài phát biểu tối 11 tháng 3 là nêu bật những cột mốc mà chính quyền đương nhiệm đạt được thay vì chính quyền tiền nhiệm. Tổng thống từng đề cập đến việc này trong quá khứ. Ông ấy đã hoan nghênh công sức của các chuyên gia y tế và nhà khoa học của chính quyền tiền nhiệm. Psaki cho hay, nói thêm rằng người Mỹ đang muốn biết những sự thật về cuộc chiến hiện nay với virus, không phải là 6 tháng trước. Biden cam kết đến ngày 1 tháng 5 sẽ có đủ vaccine COVID-19 cho toàn bộ người trưởng thành tại Mỹ. Lưu ý thêm rằng điều này sớm hơn nhiều so với dự kiến. Ông cũng đã ký thành luật gói cứu trợ kế hoạch giải cứu người Mỹ trị giá 1,9 nghìn tỷ USD. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hơn 100 triệu liều vaccine đã được sử dụng tại Mỹ tính đến ngày 12 tháng 3. Ngay sau khi ký ban hành luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu nhân một năm Mỹ áp đặt phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Ngoài việc nhấn mạnh các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua nhằm ứng phó với COVID-19, Tổng thống Biden cũng công bố mục tiêu kiểm soát dịch bệnh hết sức tham vọng. Tổng thống Biden nhấn mạnh, ông đang huy động mọi nguồn lực có thể để phát triển và phân phối vaccine tới mọi người dân, và chính quyền của ông không chỉ sẽ đạt mà chắc chắn sẽ vượt qua mục tiêu 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu tiên. Tổng thống 79 tuổi của Mỹ cho biết đã chỉ đạo toàn bộ các bang và vùng lãnh thổ ở Mỹ cho phép người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng COVID-19 từ mùng 1 tháng 5. Ông Biden kỳ vọng Mỹ có thể trở lại bình thường vào dịp Quốc khánh mùng 4 tháng 7. Tôi xin hứa sẽ làm mọi thứ có thể cho tới khi chúng ta đánh bại virus này. Nhưng tôi cần các bạn tiêm phòng khi tới lượt. Nếu chúng ta cùng chung tay với nhau, vào dịp Quốc khánh mùng 4 tháng 7, bạn và gia đình cùng bạn bè có thể có cơ hội lại được tụ tập với nhau và cùng nhau tổ chức ăn mừng Quốc khánh. Sau một năm đầy khó khăn, đây sẽ là một dịp đặc biệt khi chúng ta không chỉ tổ chức Quốc khánh mà còn đánh dấu thời điểm chúng ta kiểm soát được virus này. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng cảnh báo rằng để sớm quay trở lại bình thường vào mùa hè này, người dân Mỹ cần tiếp tục sử dụng khẩu trang, giãn cách xã hội và đăng ký tiêm phòng. Tổng thống Biden cũng công bố một loạt các bước tiếp theo nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm phòng, bao gồm thành lập các điểm tiêm phòng quy mô lớn, mở rộng hợp tác với các công ty dược phẩm để phân phối vaccine và huy động đội ngũ y tế và các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng. Chính phủ liên bang cũng sẽ mở một trang web giúp người dân dễ dàng tìm ra các địa điểm tiêm phòng trên cả nước. Văn phòng Nội các Nhật Bản hôm nay 12 tháng 3 cho biết, nếu điều kiện thuận lợi, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ có chuyến công du tới Mỹ, sớm nhất là vào nửa đầu tháng 4 năm 2021, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên hội đàm trực tiếp Tổng thống Joe Biden. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden dự kiến sẽ thảo luận về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
cũng như các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Thủ tướng Suga Yoshihide và các thành viên của phái đoàn sẽ được ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thời gian gần đây, Nhật Bản và Mỹ liên tiếp tham gia thúc đẩy các sự kiện song phương và đa phương. Điều này cho thấy hai nước đang nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ đồng minh, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và gia tăng tầm ảnh hưởng trong khu vực. Trong một quyết định có ý nghĩa biểu tượng cao, Nghị viện châu Âu vừa thông qua nghị quyết tuyên bố khối này sẽ trở thành khu vực tự do cho cộng đồng LGBT. Nghị quyết nêu rõ không phân biệt đối xử và được đối xử bình đẳng là quyền cơ bản theo các điều ước và hiến chương các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu. Đồng thời khẳng định cộng đồng LGBT ở bất cứ đâu tại Liên minh châu Âu nên được tự do sống và thể hiện công khai xu hướng tính dục, nhân dạng giới, biểu hiện giới và các đặc điểm giới tính của mình mà không sợ bị phân biệt đối xử. Đây là phản ứng rõ ràng của Liên minh châu Âu nhằm đáp lại tình trạng bài trừ LGBT ở một số nước thành viên, trong đó nổi bật là Ba Lan và Hungary. Năm 2019, hơn 100 địa phương ở Ba Lan tuyên bố không có hệ tư tưởng LGBT, trong khi Hungary ban hành lệnh cấm công nhận giới tính hợp pháp cho người chuyển giới và liên giới tính. Quan hệ giữa EU và hai quốc gia thành viên cũng đang trải qua giai đoạn căng thẳng với hàng loạt bất đồng liên quan đến chương trình cải cách tư pháp đầy tranh cãi của Ba Lan hay cơ chế phân bổ người nhập cư với Hungary. Chính phủ Australia vừa quyết định sẽ hỗ trợ khoản kinh phí hơn 1 tỷ đô la Australia để các hãng hàng không giảm 50% giá vé của chuyến bay nội địa nhằm thúc đẩy hoạt động phục hồi của ngành du lịch và khôi phục kinh tế sau giai đoạn dịch. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia. Hôm nay, Thủ tướng Scott Morrison vừa công bố gói kích thích tài chính trị giá 1,2 tỷ đô la Úc nhằm khôi phục hoạt động của ngành du lịch, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề trong suốt giai đoạn đại dịch COVID-19 và trước đó là thảm họa cháy rừng kéo dài nhiều tháng. Theo đó, trong thời gian 4 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới, sẽ có 800.000 vé máy bay trên các chuyến bay nội địa được chính phủ Australia trợ giá 50%. Và trong mỗi tuần, người dân nước này sẽ có cơ hội mua được 46.000 vé máy bay giá rẻ với 13 điểm đến là các địa điểm du lịch nổi tiếng trên khắp các bang của Australia. Gói kích thích này cũng bao gồm khoản tiền trị giá 200 triệu đô la Úc cho hãng hàng không quốc gia Qantas và Virgin Australia để các hãng này hỗ trợ lương cho các nhân viên làm việc trên các chuyến bay quốc tế, giữ những người lao động hành nghề và bảo trì đội tàu bay. Hãng hàng không Qantas dự kiến đến tháng 10 năm 2021, khi Australia hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19, thì sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế đi và đến Australia.